Thưa quý vị, Bộ Công an tiếp tục tăng cường các tổ công tác phối hợp với Công an toàn quốc, đồng loạt ra quân tuần tra xuyên đêm, khép kín địa bàn để xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy. Mặc dù đã xử lý rất nghiêm khắc, nhưng tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy vẫn còn diễn ra. Thanh niên này say xỉn đến mức không thể nhớ được địa chỉ nhà mình. Nếu không có tổ tuần tra ngăn chặn, thì không biết anh có về được tới nhà an toàn trong đêm qua. Đây là một trong số những biểu hiện thường thấy của những lái xe say xỉn khi gặp chốt kiểm tra. Chúng tôi xác định được các đảng viên, cán bộ, đơn vị nào vi phạm về pháp luật giao thông thì chúng tôi cương quyết gỡ xử lý phạt. Tại chốt kiểm tra ở trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ đã phát hiện một trường hợp có chất ma túy. Người này làm nghề lái xe tải chở hàng chạy tuyến Bắc Nam. Em chơi ma túy cách đây khoảng 3-4 ngày. Cùng với bạn ở nhà đi từ nhà từ Ninh Bình từ lúc 1 giờ. Bộ Công an đã lập 6 tổ công tác phối hợp với công an các tỉnh trên toàn quốc để tiếp tục xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Thời gian qua, các tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý rất nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều người là cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào thi đua cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn. Đồng thời đưa ra quy định xử lý nghiêm khắc cán bộ đảng viên vi phạm và can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng. Thì qua vấn đề này thì lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan tỉnh làm tốt hơn nữa, nhất là cái câu chuyện phối hợp giữa các cấp với phương châm là hết sức cương quyết, nghiêm khắc đối với trường hợp vi phạm, không có xì xoa, không có trường hợp ngoại lệ. Ở các khu đô thị của tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Tổ công tác sẽ duy trì tuần tra xuyên đêm trên khắp các địa bàn, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông, nói không với rượu bia và chất kích thích.